Anh em một mảnh gốc của trái tim này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản trái tim này Thuận đã đánh qua và bán cho một đối tác quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Các